Qua cái kêu. Hay dạ. Qua cái kêu nào, qua cái kêu nào, qua cái kêu nào. Đơn này ít nói lắm, đánh phải đánh vậy. Như vậy thì nó mới nể. Hay dạ. Trời ơi, Elite cấp 2 găng lầy dữ mày. Nói những lúc như này là mình cần dùng A nè. Này, mình cần dùng A là né nè. Đó, xong mình dùng A farm nè. Dùng A nè. Bình thường dùng A làm gì? Hồi đó tôi còn múa chứ giờ tôi không có ưu tiên múa nữa. Giờ tôi là đơn giản hiệu quả. Đi vô. Ok. What the fuck? Ít đồ 4 kiếp xuống đây á. Ngày nít này bị gì vậy? Đồ xanh. Chơi game gì vậy bộ? Chinh ca chinh ca chinh ca chinh ca chinh ca. Ây da. Đó đó, mẹ có biết chơi đâu. Nó có biết chơi đâu. Không combo kìa. Ái nồi. Trời ơi, chán quá. Combo đúp E đi. Đừng có E đúp nữa. Biến về hai láo rồi, quên bạn sao? Nè nè nè, làm lại đi, chuột gọi đi. Chờ được nha, 20 giây có lát, sub có lát. Sub ơi, đúp E, please. Đúp E cái vỗ tay donate cho mày luôn nè. Làm pha đúp E coi, đúp E. Đúp E, W, E. Combo nó rất là dễ nha. Đừng kêu combo nó khó nha. Ờ từ từ để có qua từ từ. Không tìm vô. Cái game để chỉ không à. Nóng giận chứ. Đó chạy vô đó xong cái hết chạy qua. Cái gheo glass chạy qua cái hết thôi. Tôi đánh với team tôi á, tôi đánh với BTC chen, tôi chen team này nọ, mấy cái pha bình binh thôi, team mình hiểu rồi. Còn đánh ngăn là phải năn nỉ tôi nó luôn á. Phải bình nát cái map luôn á. Hướng chưa hiểu. Đâu xanh hai cơ. Yeah. Có bao nhiêu gift farm hết đi, tự nhiên hơn thời gian thấy không? Có cần làm gì đâu. Thấy tôi nãy giờ tôi có vô ăn gừng không? Tôi không ăn cua, tôi không ăn gừng, tôi không ăn rồng, không ăn gì cả. Có bao nhiêu gift farm hết cho đơ đi, tự nhiên nó xịn sò. Rồi, chú bờ tới, chú bờ tới. Má ơi, thiếu miếng kìa. Hay rồi, làm hay vậy rồi. Thiếu miếng chứ. Xui vậy bà già. Đánh phải đánh vậy, đánh vậy thì nó mới nể. Có cái hẹ, chơi lại cho tiếp. Ôi giao thông phạt á. Chạy ra mid ăn quyền quay gift, xong chạy lên đây ăn quyền quay xe nữa thiệt. Giả mỏ rồi chơi game tánh kỳ. Thấy thọt cái đi la liếm gift của lane khác à. Tánh thì phải giả mỏ. Đậu xanh. Nó lên ăn quyền quay xe thấy chưa. Xong ăn quay xe mid nữa. Thôi 17 phút farm 168 để quay xe đó 7 gift. Lần 175 chưa. Mình không farm được bằng thời gian khi mà những đồng đội mình nó phá rồi anh em ơi. Cái đậu xanh. Gift mình gái farm.
Nè anh em thấy không, tôi chỉ với anh em nè, cấp vào mặt thời gian nè, thấy không? Gip mình nên chưa tới đấy, thấy chưa? Mình có khoảng 10 giây để quýnh lộn, quýnh xong mình chạy về mid, gip mình vẫn còn. Trời má ơi. Má bạn nó gờ nữa chứ. Thôi quay này mất rồi, mất quay này. Mà quay nhỏ không sao đó, anh em hiểu không? Đây để tôi lần sau để tôi làm lại nè, quay sau tôi làm lại tôi chỉ anh em một lần thôi nha. Anh em phải nhớ cái này nha, cái này rất là cơ bản nè. Đầu tiên là mình nhìn gip mình đi tới đâu, gip mình đi tới đây là gip nó đi tới đây, ok chưa? Xong rồi mình đứng mình chặn cho gip khi mà mình mạnh hơn nè. Mình chặn cho gip nè. Gip ra mình lê nè. Gip ra mình lê nè. Đúng không? Xong rồi quay sau chuẩn bị ra là 30 giây nè. Quay sau ra cái 30 giây nó chạy ra biết là 30 giây, trong thời gian 30 giây nó mình đi vòng vòng nè. Nè chuẩn bị gip ra nè. Đó. Là 30 giây nữa nó sẽ mở biết 30 giây mình đi vòng vòng mình chơi. Đó, mình có 30 giây mình đi vòng vòng mình chơi nữa không? Cái mình đi không có chuyện gì hết. Cái quay ra biết chuẩn bị tới nè. Dạ. Quay mid chuẩn bị tới mình ra farm tiếp. Cái xong quay mid mình lại đi vòng vòng tiếp. Mình lại có 30 giây mình đi vòng vòng tiếp. Thì kiểu gì mình farm có bằng thời gian hết. Nè farm nè. Đúng chưa? Đi xong nè. Cái top với boss không quýnh lộn nè. Chạy gần farm. Chạy gần farm xong ra đón quay mid. Quay xe. Cái lại chạy vòng vòng tiếp. Rồi khi nào có đồ to về. Đó. Xong quay farm bãi chim là ra cái quay tới nè. Nè nó tới đây nè. 3-2-1 nó sẽ xuất hiện nè. Đó. Cái mình lê cái mình bắt về lên vô cực. Đó mình bắt về mình lên vô cực. Nhưng mà pha này mình team mình tải giả cho nên mình phải lên quýnh. Mình nắm được dời. Quýnh vậy lúc nào giết mình cũng hơn thời gian á. Quýnh vậy không bao giờ giết mình mà ít hơn thời gian được. Nếu mà mấy ông hiểu cái đó. Hiểu không? Không hiểu tôi lại. Còn những lúc như thế này nè, là mình binh xuống farm boss nè, nghĩa tông nó biết chơi nó sẽ đứng ở mid, quay tới nó ra đón nè, chuẩn bị nó quay đầu lại nè, nếu mà nó biết chơi. Nó quay đầu lại nè. Nó quay đầu lại đón quay mid nè. Thôi mà nó quýnh lộn rồi. Đó, quýnh lộn xong chạy mid nó farm nè, nếu mà nó biết chơi. Thằng này lan man như mày, chạy mid farm kìa. Đó, thấy chưa? Nè chạy mid nó farm nè. Xong hết quay nó về mình vô ăn đá. Đá không có mình về, đó. Nàng bài đá xong về bắt chạy boss. Cái mình bắt về mình chạy mid. Bắt về đi lên đầu to. Xong chạy xuống boss. Có TP. Ờ không cầm TP hả? Thì đó. Không, cái này đối với game thủ thì là cơ bản. Còn đối với mấy ông thì kiểu mấy ông kiểu mấy ông đánh theo bản năng á, mấy ông có thể có những ông là biết cái này nhưng mà không biết nó nói làm sao hết. Chứ không biết giải thích. Kiểu mấy ông chỉ biết làm vậy thôi nhưng mà mấy ông không hiểu. Giờ mấy ông hiểu rồi đó. Còn khi mình muốn ăn Baron đúng không? Nhìn quay nè. Quay này chuẩn bị chạm là mình không ăn Baron, phải liều quay trước. Tại vì khi mà mình liều quay á là bên kia nó sẽ chia người game biết đép. Nè nó sẽ lộ diện nè, ví dụ dùm đẩy đúng không? Cái 5 giây sau có thằng đứng đây nó đép nè. Rồi nó biết mình ăn bao bằng bà nó mấy kêu quýnh lộn. Biết Amagon nó không đép rồi. Qua ra kêu. Hay da. Qua ra kêu nào, qua ra kêu nào, qua ra kêu nào. Đơn hết nói đó. Trời ơi, nhìn Amagon nó mới chơi, mới chế. Em này mới chơi. Ê, bên đây kêu, bên đây kêu, bên đây kêu. Farm vậy mà cơm bát đánh lõi là gan diệt tụi nó kêu ai đây túng lính. Thì đó là mấy ông chơi gan diệt, cái gì là mấy thằng nó không hiểu nó sẽ nói vậy. Còn những người hiểu, những người gan cao người ta nhìn vô sao ta biết là mình biết chơi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi về gan diệt tôi chơi tôi cũng đâu quýnh vậy đâu. Mình phải đánh theo thế trận. Còn cái này tôi đánh theo kiểu đánh giải thôi. Đánh giải hoặc là đánh kiểu đánh chen á thì sẽ đánh cái này. Còn đánh gan phải nhìn vô bên, phải coi bên kia nó quýnh như nào chứ. Nên em nhấn like subscribe cho đơ nha.